Xin chào quý anh chị đến với podcast Bửu Story. Đây là podcast để Bửu chia sẻ những điều mình biết, những trải nghiệm của Bửu. Thì hiện tại Bửu đang làm việc và sinh sống tại Đan Mạch. Bửu thì cũng đã thực tập 1.5 năm tại Israel từ năm 2019 đến năm 2021. Thực sự thì sau rất nhiều đắn đo suy nghĩ, Bửu đã quyết định làm blog và podcast này. Vì tính chất công việc của Bửu nên cũng không thể đi quá nhiều nơi. Để nói thêm cho quý anh chị hiểu thì Bửu hiện tại đang làm ở farm chăn nuôi heo. Dù công việc thì không nặng nề nhưng quỹ thời gian mình để dành vài ngày đi làm thêm công việc nào đó thì rất khó. Nên Bửu quyết định trong khoảng thời gian rảnh sẽ làm điều gì đó có giá trị. Dù chỉ là một phần nhỏ thôi nhưng hy vọng những chia sẻ của Bửu sẽ giúp đỡ cho quý anh chị vượt qua những nút thắt trong cuộc sống. Thì để bắt đầu, số hôm nay Bửu xin được chia sẻ về những kỹ năng cần thiết cho bất cứ ai muốn và đang chuẩn bị lên đường sang một quốc gia khác làm việc và học tập. Tất nhiên là mỗi người và mỗi quốc gia sẽ khác nhau, nhưng sau khi làm việc và tiếp xúc với nhiều bạn bè ở hai quốc gia là Israel và Đan Mạch, thì Bửu nhận ra là những kỹ năng cơ bản mà các anh chị hay các bạn cần phải chuẩn bị cho mình trước khi đi là... Thứ nhất là kỹ năng giao tiếp, thì bao gồm có ngôn ngữ và thái độ. Thứ hai là phải có tinh thần tự học và tự kỷ luật bản thân. Và thứ ba là phải siêng năng, chịu khó và không ngại công việc vất vả. Thì thứ nhất về vấn đề ngôn ngữ thì Bửu nghĩ là tùy vào các quốc gia và khu vực thì sẽ có mỗi cái ngôn ngữ riêng. Ví dụ như Nhật Bản hoặc Trung Quốc hoặc Đài Loan thì họ ít sử dụng tiếng Anh. Còn ở Israel và Đan Mạch và nhiều quốc gia châu Âu như Bửu đã đi thì sử dụng tiếng Anh là chủ yếu. Và thực ra về ngôn ngữ thì không cần thiết phải quá giỏi để quá xuất sắc về những ngôn ngữ nào đó. Nhưng mà yêu cầu là phải trên cái mức có thể giao tiếp và hãy đủ để có thể giải thích để những vấn đề. Và mình cũng đừng có lạm dụng quá vào cái công nghệ dịch vì họ không có thời gian. Ví dụ như xảy ra bất kỳ vấn đề nào đó mà họ cần gấp, họ cần lời giải thích gấp thì mình không thể nào mà mình đứng đó và mình bấm điện thoại và mình đưa cho họ xem tin nhắn, mà họ rất là không thích như vậy. Thứ hai, cái điều thứ hai là mình phải đủ để đòi được quyền lợi của mình. Và giả dụ như có xảy ra bất kỳ tai nạn nào trong vấn đề lao động thì mình có thể giải quyết được. Hoặc là có nhiều vấn đề mình xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, hoặc là bị các bạn đồng nghiệp đó, họ không thích mình và họ làm việc hư bột hư đường và họ đổ thừa cho mình, thì mình phải biết ngôn ngữ để mình nói lên được cái vấn đề đó và mình bảo vệ chính cái bản thân của mình. Vì khi các bạn đi lao động thì các bạn ra nước ngoài thì các bạn chỉ có một mình thôi, không có ai mà đứng ra mà bảo vệ được cho mình ngoài bản thân mình cả. Vì vậy nên thứ nhất là nhớ trau dồi ngôn ngữ. Thì nhân đây mình xin được kể một câu chuyện chính bản thân mình gặp phải. Đó là khi mà mình tới Đan Mạch mình làm việc thì mình phải lái xe đi các farm khác. Và tình cờ vào mùa đông năm đó thì tuyết nó rơi rất là dày ở Đan Mạch. Và ở Việt Nam á, thì chưa bao giờ mình lái xe ở trên tuyết cả, nên mình không có biết được là nó rất là trơn. Vì vậy mà khi mình lái xe trên tuyết á, nhất là cái lúc mà tuyết nó tan thì nó trơn. Và cái ngày hôm đó thì mình lái xe ngay khúc cua thì mình vô tình mình đi quá nhanh nên mình tông phải cái cây và mình tông rất là mạnh. Nhưng mà xe á, thì nó nát hết, nó không đi được mà nó lao xuống cái mương đó luôn. Nhưng mà nếu giả dụ như cái tình huống đó mà mình không biết một chút tiếng Anh nào, hoặc là mình không có đủ khả năng để mình giải thích, thì mình không thể nào mà mình gọi điện được cho người sếp của mình ra giúp đỡ mình. Vì lúc đó thì họ phải chạy ra, họ lôi xe mình lên và họ lái xe mình về. Mà ông chủ thì ông đưa mình lên xe và ông chở về cái công ty. Mà cái sau cái tai nạn đó thì ổng dặn mình là lần sau lái xe thì hãy nhớ đi chậm lại cái lúc mà tuyết tan. Đó là cái trải nghiệm đầu tiên của mình. Và một cái ví dụ thứ hai á, là bạn của mình thì ổng cũng bị tai nạn, nhưng mà lần này á, là ổng không biết tiếng Anh.
Mà khi ổng bị tai nạn á thì lỗi không phải là do ổng mà nó là thụ động thôi. Ngay cái khúc ngã tư á thì ông cũng cua bên trái và cái xe khác thì họ cũng cua bên trái, nhưng mà vì cái xe nó to quá nó che mất cái khúc đường chính đi, vì vậy ông không có nhìn thấy cái đường. Và khi khi ông lao ra thì cái xe khác nó đi rất là nhanh, nó tới mà nó quẹt chúng. Thì lúc này thì xe nó cũng hư hại và cả hai xe đều hư hại, nhưng mà không có thiệt hại gì về người cả. Nhưng mà sau cái tai nạn đó thì cảnh sát đến thì anh không có tiếng Anh nên không có giải thích được như thế nào, và anh đợi rất là lâu, phải mấy tiếng đồng hồ sau thì sếp và quản lý mới lái xe tới và mới trình bày. Thì khi đó thì mọi việc nó đã quá lâu mất thời gian, và suốt cái tháng đó thì anh cứ nơm nớp lo sợ là anh không biết là mình có phải trả phạt này kia hay không, vì bên này làm rất là cực khổ nhưng mà tiền phạt thì nó rất là nhiều. Có khi một lỗi nhỏ thôi, những cái lỗi mà vượt ẩu hay là đi xe mà không đúng quy định thì có thể là trả bằng cả tháng lương, 1-2 tháng lương, đó là chuyện rất là bình thường. Đó là cái về cái ngôn ngữ. Và thứ hai đó là cái thái độ trong giao tiếp. Thì mình thấy tại sao các bạn trẻ qua đây thì cái khả năng giao tiếp của các bạn có, nhưng mà cái thái độ trong giao tiếp của bạn rất là tệ. À, các bạn giao tiếp các bạn không nhìn thẳng vô mắt của những cái người đó, và các bạn nói, và các bạn nói một cách nhìn trời nhìn đất. Và như thế đối với cái người bản xứ họ, thì người nước ngoài thì họ nghĩ là bạn không tôn trọng họ, khi mà nói chuyện với họ thì không nhìn vô họ. Và các bạn thì lại thiếu cái chất thật thà. À, nhiều người thì bị lỗi thì các bạn cứ chối, các bạn cứ đổ thừa này đổ thừa kia, cái vì này vì nọ, và các bạn không có dám nói lên cái lời xin lỗi khi các bạn gây lỗi, và các bạn chỉ dám im lặng, mà các bạn không thì các bạn chối. Thì mình nói là những người quản lý ở đây thì họ làm việc rất là lâu rồi, và họ có khả năng là họ không có cần bạn phải nói, là mày phải nói ra cái vấn đề thì họ mới biết. Họ chỉ nhìn nhìn cái kết quả làm việc của bạn thì họ sẽ biết là trong quá trình đó các bạn làm như thế nào. Và vì vậy nên dù các bạn có nói dối thì họ cũng biết, chứ không phải nào mà họ cũng biết. Chỉ là vấn đề là họ có muốn giữ bạn lại làm, hoặc là họ có tôn trọng bạn hay không, hoặc là thích bạn hay không. Và nếu như mà đã làm việc với nhau mà không tin tưởng nhau thì các bạn thấy rồi đó. Bạn không thể nào mà làm việc một cách thoải mái và lâu dài ở cái nơi các bạn làm việc được. Và cái điều thứ hai là cái điều phải nói, biết nói lời cảm ơn. À, khi các bạn nhận này, nhận nọ, khi người ta giúp đỡ các bạn, bất kỳ đồng nghiệp nào đến giúp đỡ các bạn á, thì các bạn cũng phải biết trân trọng cái sự giúp đỡ của họ. Vì ở bên nước ngoài cách làm việc của họ rất là khác em so với Việt Nam. Và thứ hai nữa là mỗi anh chị cần phải siêng năng, chịu khó trong công việc. Thì ông ba đã có câu là cần cù bù thông minh. Thì đối với những người chủ hay quản lý giàu kinh nghiệm và sự khôn ngoan thì họ cần cái bạn là chỉ biết là cần thiết là ở cái chỗ cố gắng chăm chỉ lao động. Vì họ biết rất là rõ là các bạn sẽ còn nhiều thiếu sót và còn nhiều lỗi, nên họ sẽ thử thách. Và mới đầu tới họ sẽ giao những công việc rất là nặng, những công việc vất vả để họ thử các bạn là người như thế nào. Và họ rất rất là mến nếu mà ai không ngại vất vả. Và đặc biệt nữa là họ đa phần họ không có văn hóa hối lộ, ít nhất là hai cái nước mình đã đi là Israel và Đan Mạch. Vì một ví dụ là hồi đó mình có một quản lý người nữ, thì vì qua đó làm thực sinh ở Israel đó, thì mình không có xe, mình đi shop, và đi shop đó thì rất là mệt. Nếu mà sau cái thời gian mình đi làm cả ngày rồi mà chiều mình đi shop mình mua những bao gạo thì không thể nào mình vác nổi. Nhưng mà khi đó mình nhờ cái người quản lý đó, thì cái chị đó chị chở mình đi, chị chở mình đi mua, thì mình cũng biết ơn vì cái đó không phải công việc của họ. Nhưng mà khi mình hỏi là bạn có cần gì không á, thì chị đó chị nói là không, vì
Và chị đặt lại câu hỏi là tại sao mỗi lần mày kêu tao đi dở mày đi mua cái này cái nọ thì mày cứ hỏi tao là có cần thiết cái này không, và tụi tao thì rất ghét cái văn hóa đó, và tụi tao cảm thấy là mày cần giúp đỡ thì tụi tao sẽ giúp đỡ thôi, rồi không cần cái mày phải trả tao là cái gì cả. Ngày đó là sau cái lần đó thì mình rất quý cái người đó luôn, và mình bắt đầu mình tìm hiểu cái văn hóa của họ. Thì đa phần những người mà châu Âu thì họ không có văn hóa đó, kể cả là ông quản lý ở bên mình, dù mình làm việc có vất vả cỡ nào đó, thì kiểu như ông cũng không có, ông chỉ động viên mà ông có khen thôi, chứ ông sẽ không có mua cái này mua cái nọ, hoặc là ông cho mình cái này cho cái kia. Và dù ông có giúp mình cái này cái nọ thì mình cũng ngược lại, mình không có tới mà mình mua cái này cái nọ cho ông, mà mình có mua thì có đưa, ông cũng chả có lấy. Mà cái điều mà thứ ba là mình muốn chia sẻ là các anh chị phải có cái kỹ năng tự học, và không có ai mà khi cái tuổi này rồi người ta tự tay người ta chỉ các anh các chị nữa. Và ở nước ngoài thì chắc chắn là cách giáo dục nó rất khác biệt, và bất cứ ở quốc gia nào thì cũng vậy. Nên ngoài khoảng thời gian làm việc á, thì mong quý anh chị dành thêm nhiều thời gian để rèn luyện bản thân hơn. Trước tiên là mình hãy đầu tư cho công việc hay là cái ngành nghề mà mình học. Chắc chắn là mới qua thì anh chị sẽ còn rất bỡ ngỡ và có nhiều thứ mà mình chưa hiểu, chưa biết. Vì văn hóa và cái máy móc và làm việc ở nước ngoài nó rất khác ở Việt Nam, nó rất là tiên tiến. Vì vậy nên mình phải tự đặt câu hỏi là vì sao trong cái lúc mình làm á, và khi mà mình đi về nhà thì mình hãy cố gắng tìm được câu trả lời. Và ngoài ra thì phải luôn biết tìm hiểu thêm, luôn đặt câu hỏi là vì sao họ phải làm như vậy, và vì sao không làm như thế này, làm cái kia. Bữa xin được lấy một cái ví dụ là ngày đó bữa làm nhà lưới ở Israel á, thì bữa có trồng ớt nè, trồng dưa lưới nè, rồi trồng cả cà chua. Thì ở cái farm mà trồng ớt á, thì bữa không có biết là tại sao mà cứ tới cái mùa cái con nó được 2-3 tuần tuổi vậy á, thì họ lại kéo cái lưới đen. Và lúc sau á, thì khi mà bữa tìm hiểu á, thì bữa mới biết là vào cái tháng đó thì bị ít ánh sáng. Và cái tháng đó thì vừa biết được là cái tháng đó nó ít ánh sáng, nên họ phải kéo cái lưới đen ra để tăng cái chiều cao của cây. Vì nếu cứ để cái lưới đen như vậy á, thì cây nó sẽ bị lùn. Và mặc dù là cây con nó còn rất là nhỏ, nhưng mà họ vẫn phải kéo lưới đen ra, họ tăng ánh sáng lên. Thứ hai nữa là trong cái nhà dưa lưới á, thay vì ở Việt Nam hoặc là ở Nhật Bản hoặc Hàn Quốc á, thì họ treo dưa lưới. Thì ở đây mình cũng thấy ở Israel hả, họ không có treo mà họ trải dưa lưới ở dưới đất luôn, là trước khi trồng họ phủ một cái lớp ni lông, sau khi trồng xong á, họ cứ để đó, họ khóa cái farm lại, họ tưới nước, họ tưới phân, rồi không cho bất cứ ai vô hết, cứ để vậy cho tới khi thu hoạch luôn. Thì sau này cũng thấy là cái làm như vậy á, thì nó ít bệnh lắm và nó cho năng suất cực kỳ cao luôn, mà nó đỡ tốn công nhân lực để treo như ở Việt Nam hoặc là ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Khi mà treo dây như vậy nó rất là mất công và nó mất thời gian lắm. Và ngoài ra thì quý anh chị cũng phải biết tự kỷ luật bản thân của mình. Và Vũ biết là hầu như là các anh chị mà có khả năng qua nước ngoài thì đều có phần cố gắng trong mình rồi. Ai thì cũng sẽ phải suy nghĩ trước khi qua nước ngoài. Và khi đã đưa ra quyết định á, thì chắc chắn là đã vượt qua những khó khăn ban đầu. Như vậy, nhưng đừng có để có những cái cám dỗ mà kéo quý anh chị xuống. Nhất là cái vụ đỏ đen và bia rượu. Mình qua nước ngoài làm việc á, thì sẽ bị áp lực rất là nhiều. Nhất là cái áp lực từ công việc, rồi từ đồng nghiệp, hoặc từ quản lý. Đôi khi cảm thấy rất là cô đơn, nhớ nhà. À, nhất là những cái mùa lễ Tết này kia mà có bản thân có một mình à. Mà nói ra thì người ta chỉ nghe thôi chứ đâu có ai mà cảm nhận được ngoài cái người mà đã đi rồi đó. Nhưng mà đừng có vì vậy mà mong quý anh chị đừng có tìm tới những cái thứ giải trí vô bổ như là bài bạc hoặc rượu bia, kể cả vấn đề gái gú. Thì những cái điều đó sẽ đốt sạch cái công sức lao động và những cái hy sinh
không chỉ là cái mồ hôi, máu hay nước mắt, mà nó đánh đổi lớn nhất cái đó là chính là thời gian được bên gia đình và người thân. Vậy nên mong quý anh chị hãy tỉnh táo và còn nhiều kỹ năng khác, nhưng mà bữa nghỉ thì theo thời gian thì cái khả năng tự lập nó sẽ giúp cho quý anh chị trưởng thành hơn và sẽ tự trang bị hơn cho mình những cái kỹ năng đó. Và Vũ xin được kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay, và số tiếp theo Vũ sẽ chia sẻ những hành trang cần thiết để cho quý anh chị chuẩn bị trước khi ra nước ngoài. Thì đây là số đầu tiên, chắc chắn là sẽ còn nhiều thiếu sót nên mong quý anh chị thông cảm. Và nếu thấy hay thì mong quý anh chị like và chia sẻ để mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý anh chị một buổi tối vui vẻ.